bộ cũng giới thiệu sơ về cái đồng bào Hoang dã tụi em. Thì các cô biết là ở Á Châu hiện nay là cũng như là Việt Nam chưa có đào tạo bác sĩ thú y của đồng bào Hoang dã. Thì đa số như là những người hiện đang làm ở đây, hiện đang làm như là San Cây Búa, rồi ở Thảo Cầm Viên, Sài Gòn, rồi Vườn Thú Hà Nội và một số nơi khác. Thì hiện nay là ngoài hai nơi đó ra thì có khoảng gần 20 cơ sở nuôi động vật hoang dã của cả nước. Thì đương nhiên các em nên chọn những cái công ty mà lớn nào còn làm như San Cây Búa thì công việc tạo ổn định nghề nghiệp hơn. Còn mấy chỗ tư nhân dù vô làm họ không mua bảo hiểm xã hội rồi đó là bóc phê mà người ta không tôn trọng người bác sĩ thú y, nghĩa là đó mà. Còn mấy chỗ cơ sở đàng hoàng là rõ ràng đó, bác sĩ thú y là bác sĩ thú y, công nhân là công nhân. Thì ví dụ như là ở có một cái cơ sở đâu ở trên Củ Chi người ta cứ nuôi cò vân vân mà mấy ông nó không trong ngành đó thì bác sĩ thú y về họ quay bác sĩ thú y giống như công nhân, thấy cái đó là không được rồi. Không biết người ta có mua bảo hiểm xã hội không nữa. Bảo hiểm rất quan trọng. Thầy ví dụ bây giờ thầy nói ngoài xuống khoảng 1 phút thôi. Bây giờ em ra lương là 10 triệu đó, mới đầu vô tới khởi điểm là 8 triệu. Em phải hiểu là em đánh có 7 triệu 2 thôi, tại vì 10% là đóng thuế bảo hiểm rồi. Thầy là người kiếm tụi em, là 8 triệu em biết, em đánh 7 triệu 2 thôi. Thầy trừ ra 8, 10% của em là 800 ngàn. Thầy phải đóng thêm 2% 1 triệu 6 nữa. Tức là thầy nói cho em 8 triệu, thực ra thì chỉ trả cho em là 9 triệu 6. Như vậy là đóng tất cả là 2 triệu 6 một tháng. Phải không ạ? 2 triệu 6 một tháng, em là 8 triệu, mỗi tháng thì đóng 2 triệu 6, đánh 7 triệu 2. Em cộng thử một năm là bao nhiêu? 2 triệu 6, 10 năm, 10 tháng 26 triệu. 26 triệu cộng với 5 triệu 2 nữa đấy. Là 26, 31 triệu 2, 1 năm, 10 năm là bao nhiêu? Có bạn làm ở đây thì giải quyết cao học là 15 năm, hai vợ xảy ra, bán có tiền rút nguyên cục, 15 năm nhiều lắm nha. Thầy không biết bao nhiêu trả bao nhiêu, rút ra cục để đi học cao học. Còn không, vì em làm hoài các quỹ dự hưu chúng thầy, mỗi tháng em đã dự hưu, bằng đi làm. Một tháng là 7-8 triệu dự hưu, bằng đi làm nói gì đó, còn là tư nhân không có bảo hiểm. Mẹ mất được lợi, đó thầy tắt, giờ nó nói thầy giờ đua thương lượng, thầy bây giờ tắt thì đây em tôi đưa em tới điểm tắt thì nha. Em phải tự hiểu, đây em sẽ đánh 7 triệu 2. Tại vì 10% người lao động theo luật cũng là người lao động có 10%, còn chủ cho em là 20%. Như vậy đó, mà thầy nói tắt thì nha, tức là thầy cái điểm là thầy cho em là 9 triệu 6. Vâng vâng, tức là phải làm vậy, có cơ sở, rồi em sẽ ra trường rồi em, không có thời gian để nói cái đó. Nhưng mà, thế lượng có đàng hoàng. Làm có ba chỗ mà nó công á, cái công ty gia đình nó đừng có làm tốt thời gian ngồi cũng đổi nó vô khác à. Thầy đi thầy gặp rồi á, có lần em làm học vừa thú y, thầy ra cái đường Mạng Đi Chi, có cái hiệu thuốc tự nhiên đó, chào thầy, không nhớ nổi, thằng lớp không nhớ nổi, làm thời gian ngắn cũng nghĩ à, cái công ty gia đình nó bận á, lựa chỗ lớn là bảo hiểm bảo đảm. Thầy nói cái công việc của thằng đầu viên, ví dụ như đây là nay, đó, về công việc của thằng đầu viên đó, đây là nay về như tu ta phải gây mê bỏ lên vân vân, tức là thì trở lại đa số cái bác sĩ thú y mà của các gia súc khi vô thằng đầu viên làm thì thường là hỏi từ các cái lớp đàn anh rồi đi học tu nghiệp vân vân rồi về thì qua lâu làm việc lâu năm có kinh nghiệm, giống như bây giờ hiện tại có một em làm ở Safari Phú Quốc thì em đã làm chung việc với Ấn Độ, một bác sĩ thú y Ấn Độ thì giống như là mới ra trường mà giống như phụ tá sẽ thôi, thì mới ra trường mà nó có kinh nghiệm thì phụ tá là được, thì theo trong Ấn Độ đó thời gian sẽ giỏi thôi, ví dụ vậy muốn về tiếng Anh phải giỏi tiếng Anh, từ đó tụi em bây giờ ở đây là vô hết nỗ lực học tiếng Anh, tại vì thật ra thứ nhất nếu học tiếng thạc sĩ là tiếng Anh là cái trở ngại, làm tiến sĩ cần tiếng Anh viết mấy bài bài báo quốc tế gì đó rất là khó rồi. Nếu như là bài bữa ta đi làm ở nước ngoài làm sơ cứu đi, hồi đó thầy tuyển cho sơ cứu là C5 thời thầy của C5 của gia sư phạm đạo sư phạm á, rồi trong sơ cứu nhiều cái người nước ngoài đến đó không biết tiếng Anh là thua, biết tiếng Anh
đi hội nghị quốc tế các nơi vân vân. Tụi em mà bước đi ra ngoài đi làm vô trong mấy công ty nước ngoài, nếu giỏi tiếng Anh sẽ làm một tiết ngồi ở trong văn phòng và làm với chủ nước ngoài, với người nước ngoài. Thì ví dụ như là số các nhà máy thức ăn chăn nuôi bây giờ là của nước ngoài, các yêu của Mỹ, CP bây giờ nó mua rồi, Hà Lan nói tiếng Anh, Jaffa của Indo, MVS của Ba Lan, tất cả tính ngưỡng đều là người nước ngoài hết. Nếu có thể đổi tiếng Anh được sao vô làm, một không đi ra thị trường đủ nữa. Tụi em học 6 năm mà ra đi bán thuốc thú y hay là đi bán thức ăn chăn nuôi cũng biết câu học. Rồi, thì cái công việc đó, ta lại nói đó, thứ nhất đó là nay về phải đi làm, dùng tụi em về, rồi cùng với tụi thầy cái giờ, rồi đêm về, rồi từ từ là tụi em thức ăn đó, rồi tụi em sẽ làm. Thì ta nói thêm hôm nữa, đây là đang giới thiệu cái công việc của thẩm phán viên. Đây là trường hợp con cỏ, cho mấy ngày nữa. Đây là giới thiệu cái công việc của thẩm phán viên, ngắn gọn thôi. Một hai ví dụ tôi cũng có thời gian. Là cái đầu, mấy anh công nhân, mấy người này, thầy đây, với đây, với đây là trường Đông Lâm. Trường Đông này ra là học bác sĩ thú y ở nước về, còn ngày Đông Lâm hết. Đó, Đông Lâm mình đó. Thì có một cọp, thì biết là cọp thì cái trước tiên nói về cọp đi. Cọp nó nằm trong cái thú họ mèo. Và con mèo nhà chúng ta đó, là cũng nằm trong thú họ mèo. Khác biệt giữa thú họ mèo thì khác biệt với con mèo có cái vú và bọc vào cái bao da, nó co duỗi ra được trong cái bao da. Đó, con chó thì khác, con chó bóc đồ rõ ra. Con mèo nó có bao da, dễ bắt con mèo thú cưng đấy. Tay tay kéo nó sẽ loại cái móng cái vút ra này. Thì tất cả cột cái chân cấu tạo giống như ở mèo, lát sẽ được bày kỹ. Thì nó tự nhiên sáng dậy con mèo hay là cột á, nó cào cào cái chân lên móng tường nhà hay là nó cào xuống đất để nó mòn giống như mình cắt trong cái luôn. Dùng cái chuồng nuôi gấp 5 lần vậy, tòa này này xi măng, con vật nó không có chỗ nó vận động, nó có đi tới đi lui không biết cạo đâu, đi tới đi lui rồi các cái móng nó mọc quắp vào trong cái đế chân, cái bàn chân và nó hoại tử. Thì nó đi, con kem nó báo rồi đi thấy có các vết máu ở trên nền xi măng, thì không biết là cái gì ban đầu đi nó dẫn gai, nó dẫn đinh hoặc là dẫn bánh chai, nhưng mà lật lên thì nó mọc bóc vô và cắt thì sẽ nói với mình nó xong. Mà cái bóng của nó thì nó buộc gọn thì cái nếu nó cắt ví dụ cái kèm cộng lưng mà cắt ăn đồ mà nó cắt nó phá cửa đó cắt mới được. Còn cái kèm mà cắt xương của đại xuống cắt không nó chật không có được. Ý là nó công việc nó rất là đa dạng, nó nhiều. Rồi còn cái lần này nữa thì các biết đây là cái một con chồn, hiện nay một số nơi người ta nuôi để sản xuất hàng cà phê rồi sản xuất thịt, ta nuôi ta bán thịt, một số tiệm như Hương Đường gì đó chắc tụi em không thì không biết người ta bán những con này thì thịt nó rất là ngon, vâng vâng. Thì con này là nó sống thương mẹ gương lại, là một số loại nó sống theo bầy, là ví dụ như na thì sống theo bầy, là cái nuôi theo bầy nó mới yên tâm. Con này nó sống đơn lẻ giống như con mèo nhà đó. Em thích mèo nhà nó sống đơn lẻ. Vào mùa giao phối nó chỉ gặp con đực, vào mùa giao phối con đực con gái gặp nhau, mùa giao phối phối xong đi, không sống đường không sống tới bậy. Do đó mình phải biết cái lòng tới đó là tới này để mình nuôi. Nếu mình nuôi mình đem về mình nuôi, mình dốt 5-6 con đực với nhau, nó sẽ đánh nhau và đấy với thương. Do đó dù biết sống đơn lẻ mình đi nuôi một con đực, nhưng bắt buộc không có dù phải nuôi 4-5 con cái với nó thì có thể không có vấn đề, bớt có nguy cơ đánh nhau. Còn nuôi ví dụ như ba con đực nhốt lại không có quan tâm là được cái gì đó, nhốt 3 con đực nhau trong cái dù cắn nhau có vết thương gì là khổ thôi. Do đó phải lưu ý là sống đơn lẻ hay là sống theo bài. Con nai như những cái khách dung sống theo bài, do đó mình phải nuôi 2-3 con nổi lên nó ở theo bài, nó sẽ sinh trưởng và phát triển tốt. Còn ngược lại, mấy con này sống theo đơn lẻ, nhốt, nếu có điều kiện nhốt mỗi con một chuồng hoặc là nhốt một đực một cái. Trường hợp này nó xảy ra,
Thầy, thầy đi xuống dưới, buổi sáng tôi nhập chùa, nói nhốt, nghe pháp cán nhau, ta cao mày. Bây giờ là sao cái đêm lên vào thú vị để câu lại. Thì bây giờ nếu mà dùng tay nó ác á, nó sẽ cắn. Thường là chó mèo, nó bị cái thương này thì tới chủ bổ về nó xong cái chút mê và làm con này làm sao để đem đến cái phòng thú y bên kia thôi, đang nuôi ở chỗ này nó phải có dụng cụ cái bác để cầm cột nó. Thì có những cái vườn tại cơ sở mình làm việc mình sẽ làm cái vườn giống như vậy. Đây là cái vườn thân bằng sắt, cái vòng bằng sắt đường kính đường bề ngang này khoảng 60 cm, 60 cm, tức là khoảng 3 cái gai của mình lớn. Là nó không tròn, nếu mà nó tròn là đường kính khoảng 60 cm. Cái này dài khoảng 2 mét. Và chúng ta cái việc lấy cái vật này, chúng ta chụp vô trong cái người con chuồn đó. Đây, chúng ta dùng cái dây dù để đa cái lưới này như vậy. Lưới kia cái lỗ cái ô vuông này khoảng 2 cm, là cái việc chụp cho xuống quấn lại bỏ vô cái vỏ lạc tử sắt lên kia rồi đó chút thuốc mê để điều trị gì vân vân. Thì cái dụng cụ này bắt buộc phải có chỗ cơ sở chăn nuôi lúc nào phải có. Mọi thú ăn chim cũng bắt bằng cái này, bò sát cũng bắt, ví dụ cá sấu nhỏ cỡ này đem cũng hút cá sấu lên bỏ vô quấn lại sắt đi. Con trăng ví dụ như bắt không được cũng quấn vô quấn lại hút đi. Nghe cả con chim mà con nỏng thì ví dụ như con câu ta bắt nó bằng con mỏng giới thiệu thì em dễ hiểu vừa cỡ thì cũng chụp lên con câu nó khác với nỏng. Nỏng là con gia súc nó quen với người rồi, do đó mình đưa như mình tới nó vẫn chạy rồi nó vẫn cắn lại, nhưng mà nó không có hoảng hốt như là con chim hoang dã. Nó chưa bao giờ bị người đụng tới á, nếu nó gặp người nó sợ lắm. Mình bắt không khéo nó sẽ gãy cổ hoặc là nó mổ người mình không vâng, cho nó dùng cái bờ chụp lên quấn lại sắp đi hả. Cái bắt buộc phải có rồi. Đây thì không có bó lửa, bắt mình lấy cái sẽ chỉ có cái bàn chân có một số con như khỉ chẳng hạn, mình quấn cái lại ra đây nó dở lên chui ra chạy. Khỉ nó rất là khô, có con á nó mang cái này chạy luôn, nó chạy và nó mang luôn cái này nè, kéo tới đằng kia nè, nó kéo một chân chạy theo làm lại để cho nó làm cái gì chụp cái bằng chân này là có ý đồ, tức là sợ con mọt nó chạy, không phải là cắt đi cũng dễ thôi, vô ấy là dùng lên cắt đi cũng dễ rồi, nhưng mà để lưu ý đó. Thế đấy là trường hợp dùng cái vợt đây vừa nói đó, vô trong đây là thử dẫn làm việc tại công nghiệp với Cà Mau lâu rồi này. Thì ở đây là khỉ và thường là bắt ví dụ như là khảo sát một số chỉ tiêu sinh học của khỉ đuôi dài ở Cà Mau, từ nhập bắt cân đo nó đến lấy máu làm công thức bạch cầu, công thức máu vân vân. Cái vật này đi lên con khỉ ra lên đây, ổng ra lên nó lên xuống cứ làm vòng vài, do đó thì có một dụng cụ khác gọi là dụng cụ tiêm thổi từ xa để gây ấm hút thuốc mê và lấy xuống hạ. Cái dụng cụ này thì dùng để tiêm, nhất là thú y là để tiêm cho cái động vật trong quá trình điều trị. Thì nó con ngỗng đây, dù vật này là con cốc nhưng mà hình dạng thì nó ngỗng cho dễ hiểu. Thì khi bắt mà giờ tôi vô trong cái giờ tôi vô trong cái lưới rồi xong, chúng ta xách cánh lên để con cốc vô trong cái nách như thế này, sò tay cầm cái chân, tay này cầm cái đầu, để thứ nhất là cái chân nó không đạp vô người. Cái này thường nhờ nam làm chứ không nữ không có làm, tại vì nam cái tay khỏe hơn,